kiểu gì ấy. Khí bên phải thiếu, nó gọi là khí bên phải thiếu. Tối mà con nằm con nghiêng qua cái nó đau nó nhói. Để bây giờ nếu mà đau này đau, đau bên phải mình đứng vậy đó, đứng thì nó phải nó tỉnh, khí nó lên chỗ đó, đó nó lên chỗ đó, đó, ha, nó lên hồi nó nóng và ví dụ lên vừa đó. Chúng có từng từng cái chỗ, chỗ chỗ này đau thì chỗ này mình dịnh với nhầm dơ dơ cho khí nó lên, chúng cần để lên khí nó lên để nó chạy rồi chứ mình điều dụ nó dạy cái mình giỡn như này đó. Giỡn như vậy là cái khí nó xoáy chỗ cái chỗ đau, nó xoáy xoáy rồi đó, mình ngồi xuống. Còn nằm trên giường cũng nằm giường mình xoáy vậy đó, khỏi xuống giường. Bữa con bị đau là thầy chỉ con làm giống vậy nữa. Ừ, vậy đó. Nó hết, nó, bữa giờ nó càng ngày càng đau luôn. Đau như vậy là nó không phải nằm chỗ đó, nó nằm ở phía trên. Phía trên thì bị giỡn phía trước nè. Rồi mình sẽ cảm thấy được cái gì, tại vì cái khí nó có bốn hướng lận nè. Ví dụ mình cái hướng này thứ nhất ha, cái chỗ đau này nó có bốn hướng, có bốn hướng chữa lận. Cái chỗ đau nằm đây thôi nè, mình đảo mình chưa tắm ngay chỗ đau, đảo ngay chỗ đau này đó, đã đâu qua là nằm ngang ở trên xuống này, số tám vẽ trên xuống nó cũng xoáy như đó. Mà trúng cái chỗ nào là nó hết đau, chỗ đó là nó đau theo hướng trên hay hướng ngang. Còn hướng trước này, hướng trước là xoáy nhỏ cái luồn 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 ra, ví dụ rắn ở đó là nó xuyên tâm, tức là nó lồi ra. Còn nó đau cái hướng nó lên trên này thì mình giải số 8 trên dưới này đó. Cái bàn tay hút lên xuống vậy, lúc mình đang đó à, thấy không, thấy cái mình thấy cái có cái chỗ gì quẩn nhớ nè, để cái tay này số 8 ngang, để ngay cái tâm cái cục đau á cho đi qua chỗ đau nằm đây, cái tay mình cái đó là cái tâm số 8 này, số 8 để nó đẩy chạy ra, thấy không, đó 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 là sự lầy ngang ở trên xuống này, thấy không, ở dưới này nó cũng là phòng nó phòng khác, nó là phòng trên dưới rồi ở trước ra này, nhỏ ra trước đó, để phòng lên một chút ba hướng này đó, thì nằm ở giường làm hết. Mình nó đau thì để từ nhẹ nhẹ thả lỏng, nó không được gồng, không được hít vào, lúc nó đau thì là thở nhẹ một sáng nhẹ giận giận, người ta gọi là hòa hoãn, nó như nấu riu riu á. Còn hít vô mạnh là đau, phải gồng lên là đúa, nó đau thêm, nó bị nhói khí khu này bị này, khu này là cái khu của phổi chủ của thận. Thận này nó đang yếu bị thằng phổi nó ảnh hưởng thằng phổi, thì giờ phải tập bài phổi này, tinh tinh một cho nhiều vô, với bài một để cho nhiều vô là nó mạnh như này là hết. Nó không phải đâu, ngay ngực nó đau từ trên cái ngực đi lên hai cái bàn tay rồi. Thì nó chỉ chỗ này là cái phổi nó đau đâu, chụp sau đó nó đau lên mình trước luôn. Nói không phải lúc đó là mình phải, nó có ba cái khoang ngực này, khoang bụng này, khoang đi, cái đi là cái hình tam giác để cầu đi còn khu khoang bụng là mình hít vô đẩy hoàn cảnh nội sụn, còn cái này là hít lên trên thôi. Thành ra cái động tác của việc kinh một á nè, khi mình để tại nữa nó bắn ngược ra, khi mình để mình hít được rồi, mình kéo là cái ngực, cái không khí nó lên này là đứng dậy thở rồi, nó nằm trong này, nó không xuống dưới, nó nằm trong này, ở nó đó nó vô đó, nó vô cái đứng dậy thở từ hết đau thở ra, nó đau thở ra không được hít vô à, dùng tới nó đau cái liền đó, mở cái hít nhẹ vô, nó đau cái thở nhẹ. Còn chỗ đó muốn nó giận xong là cái bàn hai cái bàn mình chỉnh qua chỉnh lại chỉnh số 8 đó. Cái hình hai cái đầu bàn chỉnh qua chỉnh lại nó xoáy rồi đó. Còn chỗ này đau là cái bàn tay này đó, này hôm nãy dạy số 8 tay cả người cũng nắm nằm ngang cứ cầm chậm muốn theo cái cực ấy là cái người nó hơi đảo, cái chân mình đảo qua đó nhẹ nhẹ hít vô thở ra như vậy, rồi có thể trên xuống số 8 trên như cái này nhiều người bị đau kiểu vậy không thầy? Hiếp không mình, phải có hết mình không mình. Cái này nếu xét về khí, tức là cái phổi bên phải rất yếu, nó gây bệnh thận. Cái phổi là mẹ của thận. Cái thận yếu là cái thận phổi nó đánh. Bây giờ cái này hết ở dưới nó đỡ. Ở đây bớt thì thằng này chịu, thằng này bớt thì mới hết thận. Có đi chụp phim hay gì? Không có đâu, nó không chụp ra, nó không thấy đâu, không thấy mẹ cho tao. Giống như giờ nó nhắc nè. Đâu nhiều hiểu cái chụp hình mà tao thì tao mới ông mới nhắc tao thấy đâu chụp thấy đó một tay đi chụp ra cái đau nó cái đau của vô hình, cái trong khí công là đau vô hình không à, giống như mà về tâm linh, tức là ông khí vào người mày
nói là cái âm khí là cái thứ khó nói trong đây, y nó không biết cái này, cái năng lượng âm nó vô là nó đâu à, đừng sống đẩy luôn. Nó đau là nó con ngủ mà nó đau hết xuống nguyên cái tay chỗ này luôn, nó đau hết xuống luôn. Đâu lúc đó mới ngồi chuyện đầu cái này. Khó ngủ mà nói mà tỉnh luôn, ngủ không được luôn đêm. Thì đúng là rồi nó tối nay nó bị làm thử nó không hết được qua khỏi nữa, khỏi chắc rồi. Bây giờ thử này tập. Cái này là ha, là cái này là một chiều, cái này một chiều lên chiều xuống rồi nè, chiều lên chiều xuống, còn cái này nè ngang, nó nhiều chiều, nó nhiều thức lắm, rồi lên xuống xuống dưới là chiều bóng số 8 một lên rồi số 8 ba tầng nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba tầng là số 8 bằng ngang, số 8 bằng ngang, số 8 bằng ngang, số 8 bằng trên nhỏ, số 8 giữa nhỏ, số 8 giữa nhỏ, số 8 nhỏ đây, số 8 nhỏ lên, số 8 nhỏ đây. Ồ, hình số 8 không, là khiến nó sống, khiến nó hết đau. Dạ, cuối xuống nó đỡ rồi, chọn cuối xuống không được đâu. Đó, thì làm đi, một tiếng mô vơ đó, một hồi có cái đúng cái động tác đó là nó đỡ, cái động tác số mấy. Cô thử, có 3 hướng, hướng ngang, trên xuống, trước sau. Hay là con bị hoài luôn á thầy. Thì tập quá. Hôm bữa con tập cái này cái nó đỡ, bị cái này nó đau dạ. Đau thì nó quên lên, nó chạy qua chỗ khác. Nó chạy á, cái âm khí nó chạy, tức là cái cục đau nó giống như là cái hạt, giống như trong bú á, cái bú vô hình của người á. Thành ra mấy người mà cung bú với bạn thì ung thư vú tại chị, vậy nó lồi lắm cục luôn vậy. Nó lồi ra là nó hết. Là hết á, nằm trong. Đã, nó tập năm rồi á. Đó thì đó, giờ cái bàn tay, bây giờ đi qua, giờ có đúng không? Nè, tán vậy, vậy cái tâm ngay chỗ đâu nè, không nghe. Ở dưới nè, số 8 dưới nè, số 8 trên là 3 tầng rồi đó. Rồi số 8 nhỏ trên nè, số 8 lớn thì lớn. Đó, số 8 lớn thì lớn, số 8 nhỏ, 3 số 8 nhỏ nè. Đó, là nó cũng cục cửa chỗ đó không á. Thì mình đưa từ 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 cái mình sống, chỗ đó nó đâu có hình lập lạc lạc rồi. Nó nghe nháy rồi. Ừ, cái cụ chỗ nó cong cong mới được, nó mới chạy khí được đó. Đó, nè. Nè, cái này đưa cho cái này ập xuống miếng chỗ đưa qua thì nó dùng cái chỗ nó nhiều lắm đó, thì đó thì ra thì nó khi nó tê vậy là thở ra cái này để nguyên chỗ đó thở ra nhẹ giảm đi, nó đang đau đừng hít vô hết này, cái đó là khí đó, nó đang đè đau phải không, đủ tiếp qua liền hết đau này thở ra đó. Và cứ từ từ đứng nha. Ê, rồi lần sau không được hết vô, nó ngược lại bên thể thao. Thể thao là đau là gồng lên, còn cái này đau là lại thả lỏng và thở ra, nó mới được hết vô. Khí nó đau khác à. Hồi hết. Đó. Bởi cái đau nào chữa ngay chỗ đó là chỗ đau bệnh không? Đẩy hết khí ra là khỏi tập cái gì hết. Tại khí khi tập múa nó đau chỗ nào vậy? Tìm ra cái chỗ đó, ông thầy nó gọi là mới đầu nó gọi là tìm ra cái đường đi của tà khí, xong tìm được cái việc cái điểm nó xì khí nào, là cái điểm đau là chỗ nó xì ra, nó gọi là quan khiếu. Hỏi cái thấy tự nhiên nó đau. Nó đau thêm. Nó hồng bên đây tự nhiên cái nó tiết đường nó nhói bên đây. Lấy kẻ, rồi lắc bên này chơi luôn, chạy qua chạy lại, nhảy qua chạy lại hồi đúng không? Đau cái kiểu gì chứ không có đau cái kiểu mà đau ngồi. Kỳ lắm, cái đó là rêm rêm bên trong, nó khó ngủ lắm. Thôi chạy nếp liền là hai tay nè. Hai tay vô giữa. Vô giữa thì bắt đầu, nếu mà nó vô giữa thì khởi cái chân nè. Giữa, nè ngửa. Đó là cái tay vô thì chỉ ngửa chân. Rồi nhón chân, lại cho xúc đất. Chạy nó vô giữa, hồi nãy nó chạy qua đây rồi. Rồi nó giờ dồn nó vô giữa, bây giờ cho xuống đất này nó quên xuống giống như là cái khí đen nó chạy xuống đất. Bây giờ mình dồn vô giữa, hồi nãy chạy bên này nó chạy qua đây. Giờ hai thằng dồn vô đây để đây nhất ở giữa, giữa nó chạy. Hồi nó ra. Làm nhẹ từ từ. Rồi chụp ngay chỗ đau dữ liền. Giờ nó thở ra. Đó, khi thở ra nó bớt đi. Kỳ lắm, thở ra nó bớt. Ngay chỗ đau đừng ngưng lại, sống nhiều chỗ đó, nhiều hơn chỗ đó, lăn về cái sống nhiều vô, thở ra. Rồi thả ra hồn nó bớt. Đó, thì sống dữ thở ra.
từ từ đó, rồi chúng ta tắm. Cái này biết tại sao? Do tập mình muốn cho mau hết bệnh, cái mình gồng quá, đẩy mạnh quá, nè đẩy này mình nữa, đến cái chỗ này nó chật, bây giờ là chỗ đó làm nhẹ lại. Tại mình muốn hết bệnh cái mình bạo á, cái gọi là muốn mau hết bệnh thì tập cho mạnh lên, cái giảng tăng đã đưa lên nè, tôi xô nhẹ nhẹ nhẹ, mình gồng xô bạn tạo ra chết cha rồi. Con lại tưởng mấy bữa nay con mệt, con không có tập nhiều quá. Không có làm hôi nhiều cái nó mệt. Thì không có làm hôi như hết vậy. Còn nó đau nó làm cái đau là cũng đi ông trời mong cho nó tập. Tìm mấy cờ cái đau rồi. Cái chỗ đó nó xì lọc rồi. Vậy trong người có gì đau đứng lên tìm cho nó xì ra ngoài, muốn múa gì cho nó ra ngoài, nó ra cái hết rồi. Bắt đầu ăn sai tập luyện mà. Không thôi nó làm giảm cái khả năng tập luyện của mình. Bữa giờ đau không tập nổi đâu, muốn tập rồi. Thì ra đứng ra làm cho hết cái đau đó. Nó đứng làm cho nó hoài. Mình muốn nằm nóng người thì có bài nóng người, đâu phải học cái bài nóng người rồi mới vô cái bài đó. Bài nóng người là đứng buổi sáng đứng vô nhà nè, buổi sáng nó chỉ thế mà tập buổi sáng đứng nhà cái quay cái đầu, tức là nhìn nó là nhìn nó là nhìn cái chân tường này, nhìn cái góc tường này, sẽ nhìn lên đầu, nhìn cái trần kia, nhìn dưới chân tường, nhìn nó mới nhìn nhẹ một vòng hai vòng từ từ để cho máu nó thông cái cổ, xong cái vai cái xoay vậy nè. Cứ xoay nhẹ 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 12 cái, cứ làm chơi chơi, đứng quay quay 12 cái. Xong cái chân này nè, đứng để cái chân mình quay cái chân lâu dài. Đó, đưa bước 1, 2, 3, kéo nhẹ đầu nữa. Đưa cái xoay cái bàn chân này, cái chân để cho nó máu nó thông cái chân. Đó là trừ cái kia người mình làm cho nóng người để mình tập cái cận. Chứ không thôi, tháng ra làm biến mà đứng một chân nóng rồi mới tập. Đó, cái chân. Xong cái bụng này, bữa nổ khí đó, đúng rồi. Cái chút này mà mình ráng rặn cái mình cầu á, mình giật cục giật cái ý mình muốn rặn à, hôm đi cầu ra là các bạn tùy khi mình đi cầu thì được nó nhẹ lắm, cái đau nó bớt một chút, nó hay vậy đó. Ví dụ đang đau mà đi vậy đi cầu được cũng bớt một chút, thằng thấy sưng sắn nè nè, nhướng này mình ngón mình chân nhướng nè, thấy không đó. Còn muốn chân này sắn mạnh là phải dậy nè, rồi mình buổi sáng hôm trước mình học ở nhà đâu phải không, bây giờ làm sao cái này chơi lên nè, đứng hết cái này đó, bất kéo lên nó còn nó căng cái đì dưới đó, cái đứng hồi nó căng đó, đó nó chạy lên tức ngực lắm đó. Đó, cái này là ngược chiều đó, ngược chiều dở ha, chứ thường khó mà dở, người dở cao lên dở lâu rồi nó mỏi giữ lâu đó. Đó là đó, hồi nó nóng rồi. Xong cái bài thứ hai là bữa tập nó giống như chống đứng chân điếu á, cái thằng nó không buồn xuống nhẹ rồi xong cái đó là xong cái động tác thứ hai là mình thở đi, tức là đứng đè xuống đứng thẳng, đè xuống cái rũ xuống mình rũ xuống về sau hai chân đưa lên đó, khó nhất là cho nó dở được đó. Xong nó bắt đầu các cái bài trị cái chỗ đau, cái qua cái đó mình nó nóng nóng hồi mình nó nóng nóng hấp rồi mình đặt được. Thầy cái này con tập với nhau, người nó nóng hết mà có mấy cái đầu ngón tay nó lạnh. Ngay thì tập cái này, ngay ngón tay tập, rộng tay lạnh nó tập. Thứ nhất, này đưa, đưa lên, lên. Xong hai cái thằng kia cắt đó một ngón, thằng này xuống, thằng này lên, lên. Thằng này á, đáng nhẽ tên này không được phải nhảy con cá, người cá xuống, lên, ngước, cá xong rồi nhảy thằng nhiều á, xuống, ngửa, lên. Mấy cái thằng xong tới thằng Úc xuống ngửa lên hồi nó hay lắm, cái đó là khí móng tay tập thể dục. Mấy ông mà tập viên nói cho nó là ở bàn tay thì ấm nha, nhưng mà hai cái viền xung quanh đó nó lạnh. Thì tập cái này nó năm ngón nè, sáng nhớ là cái ngón nào tập thì phải cắt điểm đấy, ngón này tập trước thì thằng này dạ. Thằng này xong thằng này cắt, thằng này phải nhảy qua này cắt, dạ, không được gần nhau, mày xuống nó có ba chiều xuống dưới ở nằm ngang mà chúng này đáp ứng gì vô á, chứ không phải làm chơi đè đè cái gì vô thử là đè mạnh nè, đè mạnh vô đây đó, thấy không, nó nóng được tiếng ngực luôn á, nó cái chỗ này sẵn là đó được đè đó, rồi lắc lời nằm ngang là đẩy tới trước đó, còn để chúng hấp lên hấp cũng hấp lên ngược lên trời đó. Lúc tập thì tưởng tượng thì nó mới nóng người nè, đè xuống ráng đè gì vô, còn này xỉa chỉ á ráng dữ ra được, cái này nâng cái gì lên á, nâng hết hết hết, nâng mà nhẹ
maximum nó luôn. Rồi xong nghỉ, xong thằng này thì nhảy vào kia, mày đè xuống cứ ngồi hồ nó nóng mày phải nóng. Nó chịu bệnh nó còn cái chỗ này là có bốn ba hình số 8, số 8 ngang, số 8 đứng. Cái bàn kia có rồi không hết thì bỏ số 8 ngang, số 8 ngang có lớn thì lớn này. Rồi ba cái số 8 nhỏ này, số 8 nằm đây, số 8 nằm đây, số 8 nằm đây. Còn trên có số 8 lớn, số nhỏ ở đây, số 8 giữa, số 8 dưới. Tập hết luôn. Hết rồi, hết liền. Mà tới đâu chỗ nào đâu thì chỗ đó sống nhiều vô vậy. Ồ, nó nhẹ liền. Hay lắm. Nó nhẹ liền, nó đang sống là thấy nó chạy vô đó rồi cái để yên vậy. Mình phải nương sao cho nó căng vô đó lên cái mình. Cái chỗ này. Chúng sinh ta lắc, lắc, lắc. Nó chạy á, nó họ chạy qua đây thì hai thằng nó chơi dồn dồn nó xuống chân rồi. Thì dồn nó xuống đất lắm. Còn này là nó chạy ra lòng tay, nó không ra lòng tay thì nó vô dịu dịu cuộc sống thì cho xuống chân. Khí ghê lắm. Cái khí độc người nó ghê lắm, nó không phải như là tây y biết đâu. Cái nhất nhất cái người nó kỳ lắm. Cái người bệnh nó cái thầy bị rồi. Nó bệnh nó nhất cái này rồi sao cho nó hết mà uống cái gì cũng vậy ha. Ngủ không có được, ngồi cũng đau. Nằm xuống nó đau, ngồi nó bớt bớt đau. Ngồi đau lại. Nằm xuống là nó bớt. Nó ngồi làm như nó cái cục hình dạng, nó thích đau lên, đứng lên đi 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 đó. Nó vậy đó, cái cục đó đó. Cứ là âm khí đó. Cái nhiều người bị lắm là người ta không biết. Không biết, không biết. Cái đó là khí đó, khí tà khí trong người. Chỉ có khí công mới chịu được thôi. Còn tay y nó không biết cái nào, cái đau nó dụng nó không thấy rồi. Thôi không có nó, mình mới sạc. Nó đuổi về con nếu mà nó hoài nó bị thần kinh á, nó cho uống nó giảm đau, cho uống thần kinh nhẹ mà nó giảm đau ngủ không thấy đâu, còn ngầm cho nó nhức nhức chứ thức dậy thấy mệt người thêm chứ không có gì khó khổ dễ chịu. Cái đó là gọi là khí tụ để lâu thành bú á, phải đẩy cho nó ra luôn. Còn thôi nữa chỗ nó có cục cứng cứng á, nó hết con cục cứng cứng nó chạy qua chạy lại rồi. Có cái cục thịt đấy, nó có rờ cồn cồn chạy qua chạy lại nó đó. Rồi cái nơi hết còn gì đẩy tao luôn, nó không có cục à. Giờ đứng nó đỡ đau nè, mà cúi xuống dữ thôi, cháy thì nó cũng hồi đau. Thì nếu cúi xuống vậy là cái tay, là cái thức hồi nãy. Nó cúi xuống được, đó thức nó lại cho nó cúi xuống đó. Đó, thức nó cúi xuống, mà sống nhiều, cái nào mới đồng thì sống nhiều. Sống tới chỗ điểm nào cái gì đó mà xuống đó. Để thấy điểm đau là cái thở là sụt dùi như đó liền lê đó. Cái năng người bị thôi không biết cách, còn cái người nói khác được. Chứ ông thầy nói học trò thì ông mày nói cho hai thầy trò mình nói xạo thật ra làm hết thì kỳ đấy. Ông thầy nói cô kia tôi nói đau của làm gì sao kỳ ấy, nhưng mà cái người đau mà thấy hết. Ông mày nói mình nói xạo hai ông còn hai người đóng kịch, nhưng coi cái nó tưởng hai không phải đâu, nó rõ ràng vậy đó, thấy nó đang nó hiện ra cái bụng đó giúp thở ra hết, thở ra là nó xài độc đó. Tại khi mình thở ra là khí trời đất nó thấm nó chui vô, tiền thì nó chui vô, khí trời nó chui vô chở đuổi nó ra, nó hay vậy đó. Tại mình thở ra thì phải có cái gì chui vô thì khí nó chui vô ra vô chỗ đâu. Tóc nữa, rồi tóc nó chặt nó không được, nó chạy qua chỗ này, xíu chỗ này, xuống vô đi vô cho cột sống, dạ, dạ, nó xuống liền, ra đây nó ra tay. Như đau của đâu, đúng chỗ đó, nó tổng này nó đau nguyên dây. Nó lan như một cái mảng, nó lan như vậy nè, nó giống như là bạch tuộc vậy đó, nó lòe, cái đầu nó rang, cái đầu. Nó nằm chục nó không nó lan cái thời mình muốn nằm cho ngủ nó lan ra cái tỉnh này nó lan hết nó bự ra cái nó nhá đi như đèn vậy đó. Vì lúc nó phải chọc cái này thôi, lúc mà nó lấy mình lấy mà nó ban đầu á hạt nó xì rồi, lúc mình ăn đầu nó rồi cái sao từ thật từ là tới khi nào hít vô hít ra không thấy đáy là hết bệnh. Hít vô làm như nó không có vô đâu á, nó hết rồi. Hít vô không thấy cái vô đâu, tức là hít làm như cái phổi nó không có đáy là thế nữa, còn vô còn thấy bồng bột là chưa đâu, vô thấy cái gần như nó hít vô nó đi đâu á là sao, nó hết định rồi, và khí nó đẩy ra ngoài, khí độc nó ra ngoài, cái này chỉ người bệnh mới hiểu thôi, nên nó phải cái bài nào
tìm ra đó hình thức đọc đọc cái thức này là thức gọi là bát quái số 8. Mà số 8 cũng số 8 lớn này, cái bụng này, cái tâm này lớn vậy. Đó. Rồi số 8 3 chia là 3 khu khu giữa số 8. Số này số 8, số này số 8 nữa. Rồi số 8 lớn trên đầu lên xuống dưới chân này. Đó, rồi số 8 nhỏ trên, số 8 giữa. Cứ múa trúng chỗ nào chỗ đó lấy đè đè nó chì á. Còn phía trước ra sau này, số 8 nè. Nó làm như con rắn á nè. Con rắn á, đó, duỗi ra. Cứ con rắn nó bò nè. Cái bàn tay mình nè. Đó, xoắn, xoắn về ra. Rồi mình xoắn, xoắn về ra. Là trong ra, còn ở ngoài lùi chứ lùi. Con rắn vừa lùi. Vui đó. Ờ, nó ra đó, nó ra cái đường đó, nó chạy ra, nó tê, nó ra được hết. Đúng, nó đang tê ngừng lại, xả, đang chỗ đau ngưng liền, đừng để nó chạy. Chặn nó chặn đầu, đập đầu đó, chúng ta đau, dặn đầu thôi. Làm chừng tiếng hôm sau, ngày mai hết, còn tôi nó kéo 2 ngày chưa hết. Nó hành được 3-4 ngày á. Tại khi mình tập sai cái khí tà khiến cái tôi dùng đánh giảm nước động mình cúi xuống dày mình nên mình đang mình cúi dày nó bị liền nên tập cái cúi dày cái mình cúi khác nó hơi sai giờ nó làm khí nó động nó vô tôi vô khí động vô vô là phải làm xả ra lúc nó phải sẵn nó rửa sẵn chỉ có thầy khí ông ấy biết cách ông xử cho mình không đau cho nó ông biểu làm cái động tác gì để nó xì cái cục đó ra ngoài và nó gọi là thải tà khí trong người á. Đứng thì nó hơi là phải chống xuống mới biết đau cái chỗ này. Cái mới đầu chưa nó chưa hết liền một hồi. Nhưng mà bình thường bữa nãy là con đứng là con cũng đau, con nhỏ giờ nó cũng đau bây giờ hết rồi đó. Đó, đó chống. Sao nó vừa tập tương tự. Nó thì đó nó khiến nó ra từ từ nó cũng không nó đâu bởi vì cái gì từ từ không có làm cái cục kêu liền cũng giống như làm ăn rồi đó. Trước khi rút vốn mình nói từ từ lấy cục người ta đang trả được tao đưa mày 10 triệu thì mỗi ngày tao lấy 3 triệu đưa liền vậy lấy 10 triệu nó không đưa được liền đâu nợ nần với nhau như vậy à đấy là đã đuối rồi còn lấy hết từ từ lấy ra từ từ thì mình phải từ hôm nay đâu mà đã khỏi đã khỏi hết thì đâu cái nữa lúc nó đau này là lấy cái tâm số 8 mới đầy thì nó tự mình ngồi ra thầy chỉ số 8 để lấy số 8 quất cái tâm số 8 nằm hai cái điểm đó là cái tâm nhỏ lớn nhờ mà cái tâm là trên xuống còn tâm ngang nữa nào tâm ngang còn tâm trong ra cái này số 8 nó cái tâm nó nằm nó tại cái điểm đâu có thể nó nghiêng lên nhỉ nó có cái điểm nghiêng lên nghiêng phải xoay xoắn như này rồi cái điểm đâu nó nằm ngay chỗ này xoắn đây cái đống đâu chĩa xuống xoắn đây nó có cái tâm đâu ấy nó có cái tâm, giống như cái dù á cái dù có cái dù có cái tấm xòe cái điểm đâu như cái dù mình có cái điểm xòe vậy nè cái cây dù vậy cái điểm đâu nó có cái dù xòe để là tôi xoay cái xe cái dù nó quay giờ nó đâu để thành cái điểm nào thì bây giờ cái tâm ví dụ cái điểm đâu là cái cục là cái dĩa nó có cái tâm ấy nó nghiêng nghiêng nằm đây nè thì số 8 nằm đây nè còn nó nằm đây số 8 nằm đây nè nó nằm hướng này số 8 nằm đây nè này nó giống như cái bàn tay thầy có cái tâm ở giữa cái cây á mình xoay theo cái tâm cái dù là cái điểm đâu là nguyên cái mảng thì mình lấy cái cây mình xoay quậy cho đó thì cuối xuống nó đau thì quậy cho đó nè liền lại số 8 cúi xuống quậy số 8 luôn cái bàn tay cũng uống số 8 rồi nó mà nó không hết thì uống ngang trên xuống rồi uống ngang nè 1 2 3 4 8 cứ quơ làm như quơ như như bởi vậy nói thì như điên nhưng con mẹ điên hoặc chứ công kỳ quá mình thật nó vậy hết người ta tưởng mình chơi giống như vẽ bùa nhưng phải nó gọi là cái này nó gọi là sóng khí. Sóng khí bát quái, sóng khí nó có tám hướng khí, đánh tám hướng khí để nó đẩy cái khí ra ngoài, nó chui vô nó có tám cái hướng khí độc đẩy hết tám khí hướng này, cứ vẽ cho tám nó bằng tay, uống từ đó uống tới nát luôn nha, kéo xong cho tới nát luôn, tại nó nằm xuống trong này thì sóng tới nát sóng chỗ nào đau giữ lên rồi thạc ra, để hôm nay cái bài đặc biệt cái bài là gọi là đẩy khí độc ra khỏi chỗ đau bằng bát quái khí là táo lại khí đẩy nó ra ngoài. Bây giờ qua mình sử cái bài này khỏi học cái bài kia.